Chào các bác, tôi gọi là Hồ Bắc Thắng ở Bà Rịa Vũng Tàu, số điện thoại cuối là 617 rồi chứ. Bọc cũng sốc bên ngoài, bọc cũng sốc bên trong nữa đúng nhá, còn chỗ sốc bên ngoài nó ngon thua đâu. Các bác gửi cho em cái đồng hồ, cho một cái mở hộp nữa, cái thư. Ở trong hộp là cái đồng hồ kỷ niệm của bác ấy. Đây. Đây, cái này để trong này bọc cũng sốc bên ngoài không ăn thua nhé, em sẽ bọc cũng sốc bên trong cho bác ấy nhé. Đấy, thì anh giúp em mới thay mặt kính, mà kính bị vỡ đây các bác. Kính bị vỡ này. Anh coi máy hư gì thay dùm em. Núm loại tốt. Đây cái núm này bị hỏng núm rồi. Vỏ ngoài nó bị xỉn hết rồi các bác. Chống nước loại tốt, làm mới phần ngoài. Phần ngoài thì em không làm nữa nhé. Bây giờ em không làm phần ngoài thì mạ lại nữa, em không làm nữa. Lau dầu. Đó thì em sẽ không làm lại nữa, phần ngoài nữa, phần ngoài em để nguyên thôi. Đó. Vì là mất thời gian rồi các bạn. Đấy, và những con ốc này xin thưa với các bác là nó bị xỉn hết rồi, dỉ hết rồi. Đó. Và xin thưa với các bác là những cái chốt này của nó bị hỏng hết rồi này, em đoán không sai, hỏng rồi. Đó, đúng luôn, những cái chốt này là gần như là nó kém lắm rồi. Đó. Và em sẽ vệ sinh lại cái vỏ ngoài cho bác ấy. Vệ sinh thôi chứ em không mạ lại vỏ nữa nhé, nó nói luôn cho các bác biết thế này. Đó. Bác nào cần liên hệ với em, các bác vào Zalo nhé, trên Zalo tìm kiếm các bác đánh số điện thoại này vào là Zalo của em. Các bác nhắn tin nhé, các bác đừng gọi. Đấy, thì những con ốc này khả năng em sẽ phải thay hết cho bác này, những con ốc này nó bị nhòn hết rồi. Và những cái đồng hồ mà để lâu như này này thì xin thưa với các bác này, pin nó hết điện hết rồi và thường thường là nó sẽ bị chết IC. Đấy, để lâu quá rồi thì nó sẽ phóng điện vào IC. Tháo con đồng hồ này ra. Đấy, những con ốc này nhờn hết ốc rồi các bác này. Nhờn hết rồi. Đó. Và hình như là bị gắn keo sao. Đấy, nhờn hết rồi. Không vặn được nữa. Đấy, không vặn được nữa. Không mỗi con này vặn ra được. Đấy, con này cũng không vặn được nữa. Đó. Cái này khả năng là người ta gắn keo rồi các bác. Nếu em đoán không sai thì đúng rồi, đúng luôn như em dự đoán này. Keo này các bác này, vết keo này. Đây này, em cậy ra cho các bác xem nhé. Tức là người ta chống nước ấy. Đây này, cái keo, keo gắn rất nhiều này. Nó trôi hết cả ra ngoài này. Đó, trôi hết cả ra ngoài. Đấy này, keo. Đấy, bây giờ em phải tẩy cái keo đi này các bác, tẩy hết cái keo đi. Đó. Sau đó là em sẽ thay cái núm khác cho bác ấy và chống nước. Còn cái vỏ này em sẽ không mạ lại nhé, rõ ràng là thế nhé. Đấy, và kính này sẽ thay cho bác cái kính khác. Đấy. Và con này chắc chắn là sẽ phải lau dầu này. Lau dầu này, chống nước này, thay pin này, thay IC này, thay núm này. Đó, để chống nước tốt này, thay mặt kính này. Đó. Bởi vì đây là đồ kỷ niệm của bác ấy mà. Đấy. Đây cái mắt trước của nó như này các bác. Đấy, và bây giờ nó bạc lên như thế này. Đó. Bác cái bảo em cố gắng xử lý cái đồng hồ này cho bác ấy. Thì xin thưa với các bác, những cái này là đồ kỷ niệm. Đấy, kỷ niệm về giá trị của nó thì có thể là nó đắt, hay là giá trị của nó có thể là không đáng là bao, nhưng mà cái kỷ niệm rất quan trọng các bác nhé. Đó, nên là mình phải biết trân trọng đến cái đồ của khách, chứ không vì giá trị của đồng hồ. Đấy, quan điểm của em là thế. Nên nhiều khách thấy em làm những cái đồng hồ mà nó để cách đây 20-30 năm rồi, em vẫn làm. Nhưng vẫn làm, và làm phải làm được cho khách. Đó. Các bác ạ. Đó. Đấy, thậm chí là cái nước mạ của nó mất rồi đúng không ạ? Nó không còn nữa, nhưng mà người ta vẫn trân trọng cái đồng hồ của, chắc là kỷ niệm cưới chắc. Em đoán thế, hoặc là kỷ niệm sinh nhật, vân vân. Đấy. Em sẽ cố gắng xử lý cho bác ấy cái đồng hồ này.
Đấy, thay pin, thay IC, lau dầu, thay mặt kính, thay núm. À, và chống nước cho bác ấy. Đó, đây con đồng hồ điện này. Rồi, chào các bác.